Năm 2024 là năm thứ hai liên tiếp Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững với định hướng đưa hoạt động này thành sự kiện thường niên hàng năm của Bộ Công Thương. Chương trình thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững 2024 diễn ra trong giai đoạn chính phủ đẩy mạnh phát triển bền vững tất cả các ngành nghề, lĩnh vực nhằm đạt được mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường theo chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó là việc tạo cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện sản xuất xanh, sản xuất bền vững, cần chú trọng nâng cao nhận thức và phát huy sự tham gia từ phía người tiêu dùng trong việc thực hành tiêu dùng bền vững và đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng đạt được các kết quả bền vững. Diễn đàn tiêu dùng bền vững, cơ hội, thách thức để doanh nghiệp phát triển đã tập trung thảo luận các vấn đề về vị trí của sản xuất trong phát triển bền vững và những thách thức, cơ hội để hướng tới tiêu dùng bền vững. Đồng thời, đây cũng là cầu nối để ghi nhận thông tin, tham khảo ý kiến phân tích, đánh giá đa chiều từ các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời đề xuất những giải pháp có tính chiến lược nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.